Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức các đoàn đến thăm chúc Tết thành quỹ Hội đồng nhân dân, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Đoàn do Hòa thượng Đào Như, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố làm trưởng đoàn, ông Nguyễn Xuân Hải, ủy viên ban thường vụ thành quỹ, phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố chủ trì tiếp đoàn. Cùng dự có ông Nguyễn Trung Nhân, ủy viên ban thường vụ thành quỹ, chủ tịch Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng thành quỹ đoàn cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt của lãnh đạo thành phố để Phật giáo thành phố hoàn thành tốt các mặt đạo sự, đồng thời đoàn gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể lãnh đạo thành phố trong năm mới. Phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Hải thông tin về tình hình kinh tế xã hội thành phố trong năm qua, khẳng định trong đó có đóng góp tích cực của các vị hòa thượng thượng tọa đại đức và bà con Phật tử ghi nhận tình cảm lời chúc mừng năm mới của đoàn ông nguyễn xuân hải thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc các chức sắc và đồng bào phật tử đón xuân mới an lạc hạnh phúc